Sao rồi? Học Niết Bàn thấy sao rồi? Hả? Còn xa lắm phải không? Nha, học kinh để có kết quả, mà đặc biệt đại bắt Niết Bàn này đó. Quý vị phải, bữa hổm có nói đó, một trong những cái khó á, là quý vị phải chịu khó tư duy thiền định cho nhiều. Mà tư duy thiền định cho nhiều là quý vị có an lạc thôi à. Giúp cho cái việc hiểu sâu về cái giáo lý và cái việc có an lạc rõ ràng. Nha ha. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói rất là rõ. Những cái gì á, trong những cái giáo lý, trong những kinh khác á, Đức Phật chưa nói á, thì Đức Phật sẽ nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn rất là nhiều. Thì quý vị sẽ hưởng được cái giáo lý này rất là dồi dào, và nó gần như là nó đi ngược lại cái suy nghĩ quý vị rất là nhiều đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục ấy ha, tiếp tục học ha. Thì ở đây đọc tới cái chỗ mà lời tuyên bố của Đức Phật đã loan truyền nhanh chóng khắp cả trời người. À, hai cái đó cũng để ý ha. Không phải là lúc đó Phật kéo cọng dây gì lên tuốt ra trên trời á, rồi thông báo trên đó Phật nhập Niết Bàn. Mà hiểu dùng cái từ trời đây là ở đâu? Ở ngay thế giới ta bà này nè, mà những ai mà giữ gì, tròn cái gì, thập giới, đó là Đức Phật gọi là đang, cái người đang là ở cõi trời, hay là cái người đó lăng là trời đấy. Đức Phật ông còn nói mình là gì nữa biết không? Mình còn Phật nữa mà, còn huống hồ gì mà lục đạo. Nên cái mà đừng có ngại cái chuyện đó, ông còn xác định rất là rõ là tất cả chúng ta đây đều là Phật hết. Lâu lâu ví dụ như ai nói mình A-la-hán á, đừng có ngại. Hay nói Bồ-Tát cũng đừng có gì mà run hết á. Mà đã xác định rõ mà ông nói mình là Phật nữa cơ. Nhưng mà nó cái Phật ở mức độ nào? Phật nó có nhiều cái danh từ đó. Có nghĩa là danh tự Phật. Ha là gì? Lý tưởng Phật. Hay là quán thành Phật, hay là phần chứng Phật, hay là cứu cánh Phật, có nhiều khác nhau. Danh hiệu, danh tự Phật có nghĩa là không biết Phật, không phải là người đạo Phật gì hết á. Nhưng mà nghe ai nói có ông Phật Thích Ca, rồi mình nghe Đức Phật ông nói rồi ai rồi cũng thành Phật. Thì cái người mà chỉ cần nghe như vậy đó thì gọi là lý danh tự Phật. Rồi thành chứng Phật có nghĩa là mình tu tập, mình đoạn trừ bớt cái phần não, phiền não từng phần đó, thì gọi là thành phần chứng Phật. Thì có dịp sẽ trình bày có nghĩa là lục Phật này chứ bị nghe. Thì ở đây chúng ta sẽ đọc tiếp nè. Do sức hả? Ồ, cái này không có trang à. Cái kêu bữa hổm suy soạn cho cái vị giữ cái đó làm cái ái, còn cái này phải dựa trên cái bộ kinh. Này là không có cái, tại vì nó quá dài. Đang suy soạn những cái ý chính thôi nha. Chứ còn mà lấy nguyên cuốn ra là dạy không hết thời gian đâu. Thì cái vị bữa hổm có gửi cái tài liệu ra mà phải không? À, cái vị in cái đó là cái cốt lõi đó. Nhiều đó thôi. Còn suy sẻ dựa trên kinh phân tích thêm cái vị. Do sức thần ánh sáng của Phật soi chiếu khắp các cõi lục phàm tứ thánh. Nà, lục phàm tứ thánh á, là quý vị cũng thấy rõ ràng ha, là cũng ngay cái thế giới ta bà này nha. Chứ không phải là nó rọi xuống ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở dưới, hay là cái ánh sáng này nó rọi lên trên tứ thánh trên. Tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc với ánh sáng và chứng biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Đại Niết Bàn. Đó, cái này để cho chúng ta thấy cái gì nha.
Đức Phật ông nói là bên thế giới con người chúng ta nó còn gì nữa? Vô lượng thế giới khác nữa. Mỗi Đức Phật ở một cái thế giới nào đó đó đang làm cái việc mà độ sanh đó đó, thì giống như cái người thầy thuốc vậy đó, đi đến cái khu vực, cái khu có nghĩa là cái miền quê đó hay là cái tỉnh nào đó trị về cái bệnh đó. Rồi khi mà cái nơi đó ta hết bệnh rồi á, cái ông thầy thuốc này phải đi. Thì Đức Phật, tất cả các vị Phật cũng y chang như vậy nha. Chứ không phải là các vị Phật tập trung một cái thế giới toàn là Phật không nha. Học kiểu đó là chết luôn à. Có thấy cái hình ảnh mà cái tấm tranh không? Thường thường cái Tịnh Độ Tông á là nguyên cái Đức Phật ở trên Di Đà ở trên mà đứng đó là rọi cái gì ánh sáng xuống, rồi xung quanh đó là toàn Bồ Tát không. Chết à. Hiểu kiểu đó là cũng chết à. Đúng không? Tất cả chúng sanh nó đang quằn quại khổ đau mà các ngài ngồi đó là sao yên được? Do cái suy nghĩ chúng ta gom nó lại. Chứ các ngài thấy chúng sanh đau khổ, các ngài phải đi hành giống như thầy thuốc vậy đó. Cái nơi nào bệnh thì các ngài phải tới đó cứu mà. Chứ sao mà ngồi hết đó được? Mà cái thế giới mà toàn giống như ở Việt Nam mình á, lâu lâu có ông Tây qua, ông Việt Nam, ông Mỹ qua bên đó, mình gọi là ông gì? Ông Tây, đúng không? Chứ qua xứ Mỹ này, cái xứ này toàn người Mỹ không mà gọi ông Tây không? Không. Cái thế giới mà toàn là Phật không á thì gọi là Phật nữa không? Không. Toàn là Phật không mà gọi chi nữa? Giống như toàn là Tây không. Thì ở đây á là một cái hình ảnh khi bị nhớ. Cái hình ảnh, cái bức tranh đó là để dụ dẫn những người mới tập tu. Có nghĩa là vẫn nghĩ rằng cái chỗ đó là một cái thế giới toàn những vị Phật, các vị Bồ Tát. Rồi mình về đó để nương nhờ cái phước đức. Thì cái đó là cái hiểu, cái giáo lý thấp của Tịnh Độ Tông nha. Còn cái Tịnh Độ Tông, cái đỉnh cao của Tịnh Độ Tông là quý vị nghĩ cái đó là không được. Ở đây nè, quý vị có con thôi đó. Mà con quý vị mà năm ba đứa mà nó đứa này nó bệnh, đứa kia mà nó đau quá, cái vị ngồi ở chỗ được không biết à. Huống hồ gì cái tình thương của Đức Phật mà thấy chúng sanh nó đang quằn quại khổ đau mà các ngài ngồi cũng đóng vậy đó. Cái đó là để mà làm gì? Giải thoát tri kiến, cái hiểu biết sai lầm của mình đó. Đó, cái vị để ý cái điểm đó ha. Tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc với ánh sáng và chứng biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Đại Niết Bàn. Tất cả có cùng một tâm trạng bàng hoàng, xúc động, tiếc thương. Có nghĩa là nó các người đệ tử á, đệ tử ở thế gian này đó, mới than rằng là thế gian này trống rỗng, thế gian này trống rỗng, mặt trời sắp tắt, thế gian không còn ánh sáng. Mình thấy cái lời mà than trách của giống y như là mình nói là những vị mà chưa tu chứng giống như quả vị A-la-hán là một, rồi những người cư sĩ, nam nữ cư sĩ, thì cái hình ảnh mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó về cái mặt mà tâm lý á thì gần như ai cũng khổ đau, giống như là thương tiếc Đức Phật. Đó là bình thường thôi. Nhưng mà nói với cái giáo lý mà đối với những vị mà chứng A-la-hán rồi á, mà với cái tâm trạng này thì kinh điển không chấp nhận. Cái này phân tích cho rõ nha. Cái này cái vị ý này, cái này phân tích. Ví dụ như cái mặt tâm lý các vị A-la-hán á, có nghĩa là các ngài mà chứng được cái quả vị A-la-hán rồi á, thì cái điều kiện mà cái chuyện sanh già bệnh chết các ngài là gì? Phải thông cái đã. Đứng trước cái sanh già bệnh chết không có gì mà quyến luyến cả. Biết cái chu trình của nó mà chết không có mất, thì làm gì cái chuyện Đức Phật nhập Niết Bàn mà mất luôn. Thì các ngài chắc chắn là không khổ đau. Mà chỉ có một cái là những người Na Tăng Ni mới xuất gia, những người cư sĩ mới học đạo, thì cái hình ảnh mà kính mến Đức Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn thể hiện cái sự thương tiếc, đau buồn, thì cái chuyện đó bình thường là có, chứ không phải là không có nha. Thì ở chỗ này cái điểm này, thế gian này trống rỗng,
có phải chăng á mình đưa Đức Phật mình nó quá cao hay không? Hay là thế gian này á là mặt trời sắp tắt? Quý vị co lại đi, ngay từ cái thời mà Đức Phật mà trước khi mà Đức Phật mà hình thành lập nên đạo Phật á, thì quý vị thấy được cái xã hội Ấn Độ cái thời đó nó như thế nào. Nó gần như là một cái bức phong, một cái màn che đen hết. Đến bây giờ quý vị thấy vẫn còn. Mà khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật mới đưa ra những cái giáo lý mà gần như chống cự lại nó. Giống như gì? Bình đẳng, tự do, rồi gì nữa? Tu tập có nghĩa là tự chúng ta tu tập và chứng đắc, không hề cầu nguyện. Là những cái này là rõ ràng quý vị thấy là giống như cái mặt trời, nó sáng nó chói. Hồi xưa là cái trước khi mà đạo Phật hình thành, Đức Phật hình thành đạo Phật á, là gần như 96 của cái đạo của Ấn Độ thời đó là cầu nguyện là chính. Mọi cái phước hay là cái tội đều do các vị thần quản lý hết. Mà Đức Phật làm được cái chuyện ngược lại thì giống như là cái ánh sáng mặt trời. Mà bây giờ Đức Phật mất đi, có nghĩa là trả cái bầu trời ánh sáng trở lại bóng đêm. Được chưa? Tạm hiểu là như vậy ha. Mà cái ánh sáng mặt trời đây gọi là cái trí tuệ nha. Chứ không, đoạn sau nó có những cái ý mà cái vị này, như bữa trước có nói sơ cái vị đó, là nó là cái ánh sáng mặt cái trí tuệ của Đức Phật á, nó sáng gấp trăm ngàn lần cái ánh sáng của mặt trời. Đó, cái vị hiểu làm sao? Bây giờ cái ánh sáng mặt trời nó nóng cỡ đó đó, nó xa cỡ đó mà cái vị chịu nổi không? Mà ở đây ông Phật ông nói là cái trí tuệ Đức Phật nó nóng gấp trăm ngàn lần của cái ánh sáng mặt trời, thì có lẽ là chúng ta cháy hết luôn nếu là chúng ta hiểu nghĩa đen đó. Quý vị thấy thì cái từ mà cái trí tuệ của Đức Phật á là nói về cái gì? Cái hiểu biết hả? Không phải, cái hiểu biết, cái hiểu biết của Đức Phật á là nó thông suốt, chứ không phải là cái độ nóng của cái nóng của mặt trời nha. Có nghĩa là gần như chứ nghĩ là chỉ có cái giáo lý kinh điển Đại Thừa mới trình bày cho quý vị thấy được cái bản thể của vấn đề trên cuộc đời này. Còn gần như không có một cái người nào hay là một cái tôn giáo nào mà đọc sư thấy được, trình bày thấy cho được cái bản thể vấn đề. Bản thể vấn đề là cái gì? Cái cuộc đời này này gần như chỉ có đạo Phật mới chỉ rằng ai rồi cũng gì? Sanh, già, bệnh, chết. Gần như các tôn giáo khác không dám nói cái này. Hay là vạn vật trên đời chúng sanh vô tình là gì? Thành, trụ, hoại không. Nhưng mà có cái ai mà chỉ cái này không? Không hề thấy, không hề phân tích được. Rồi cái cuộc đời này vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là cái chân lý sự thật cuộc đời. Đó là cái ánh sáng, đó là cái mặt trời mà chiếu nó rọi, nó để cho mọi người thấy được cái bản chất thật sự cuộc đời. Mà rõ ràng những cái mà chúng ta hiểu không đúng cái bản chất là chúng ta khổ đau, đúng không? Bây giờ vật chất nè, tiền tài của cải, chúng ta không hiểu được nó là vô thường, nó là thành trụ hoại không, chúng ta đi làm gì? Bỏ tất cả thời gian công sức chúng ta đi tìm nó, giữ nó, và khi mà chúng ta mất đi chúng ta không xài nó được. Đó là do chúng ta không biết được, không có trí tuệ, không có cái sáng của mặt trời chúng ta thấy được cái bản chất của vấn đề, của cái đồng tiền, nên chúng ta không có hạnh phúc. Còn bây giờ Đức Phật ông nói là nó là chúng sanh vô tình thì nói gì? Thành rượu hoại không. Bây giờ có tìm nhiều đi nữa rồi một ngày nào nữa nó cũng là hết, thì mất mới chúng ta phải bỏ quá nhiều cái công sức, tiền bạc, sức khỏe chúng ta đi tìm nó, chúng ta mất đi cái hạnh phúc. Chúng ta hạn chế được cái đó thì chúng ta có được cái gì? Cái an lạc.
Đó gọi là cái trí tuệ, đó gọi là cái ánh sáng mặt trời mà nó chiếu nó trăm ngàn lần cái ánh sáng mặt trời, nó rọi cho mọi người thấy, giống như trong 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 Tây Du Ký á, nó có cái kính chiếu yêu á, mỗi lần muốn coi cái con đó là cái con yêu gì, chứ lấy cái kính đó rọi là nó, cái cốt của nó là cái gì ngay lập tức. Chứ bị thấy rõ ràng, nên xin nói gần như cái giáo lý nhà Phật của mình đó mới dậu nguyên hình nó mới được thôi. Nhưng mà khó mà gần như cuộc đời này ai cũng cũng nhìn cái cuộc đời này ở một chớp nhoáng không, gọi là không có cái ánh sáng mặt trời. Mà khi mà Đức Phật mất là ánh sáng mặt trời tắt là đúng. Gần như cái bình đẳng, Đức Phật đấu tranh cái bình đẳng giữa nam và nữ, giàu và nghèo, mà Đức Phật tắt đi, mất đi, có nghĩa là ánh sáng mặt trời tắt đấy. Như có nhiều lần phân tích quý vị thấy đó, cái bình đẳng giữa nam nữ á, giữa tăng ni á, bây giờ Mỹ cũng không nghĩ lý gì đâu. Quý vị muốn biết được cái giá trị cái bình đẳng của Đức Phật mà đấu tranh có được cái đó đó, quý vị phải ngồi tư duy dùm cái hoàn cảnh, cái thời đại đó, đất nước Ấn Độ nó cái bất công nó đến mức độ nào, thì quý vị mới thấy cái giá trị của Đức Phật của chúng ta. Đến bây giờ mà ta nói rằng những người nữ ở Ấn Độ là không được đến những cái nơi thờ cúng những vị thần thánh, mà ta gọi là ô uế. Mà quý vị nghĩ 2600 năm về trước, cả một cái chế độ, cả một cái đất nước Ấn Độ nó đang tối đến mức độ nào, mà một mình Đức Phật muốn đưa cái người nữ vào trong cái tăng đoàn của Đức Phật rồi tu tập, mà khi mà đoạn trừ tất cả cái phiền não á, những cái tâm mà xấu của mình á, mừng giận thương sợ ghét muốn gì đó, thì cái tính tốt mà chúng ta gọi là Phật tánh á, nó bằng với người này. Chỉ bị đáo cho nổi không? Cái vị làm nổi chuyện đó không? Mỹ mà bây giờ chúng ta gọi là nước bình đẳng á, cái vị nghĩ được bao nhiêu người Mỹ người ta đã bỏ công ra, bao nhiêu thời gian bây giờ người ta gọi là được gọi là bình đẳng, mà bình đẳng trên luật pháp mà thôi, trên cái mặt tâm thức đó có bình đẳng chưa? Mà cái đạo Phật đó, Đức Phật ông nói là nó bình đẳng trên cái gì? Trên cái tâm thức. Mà cái tâm thức chúng ta khi mà nó không còn cái tánh mà cái tâm mà xấu nữa, cái tâm ganh tị ích kỷ nữa, cái tâm này mới là tâm Phật, cái tâm này mới là cái tâm thương yêu bình đẳng. Bao giờ Mỹ mà nó đem tất cả cái giáo lý nhà Phật, nó yêu cầu mọi người tu tập y chang Đức Phật, loại trừ hết cái này đó, thì sư mà nói là nước Mỹ có hy vọng ngang cái tầm bình đẳng của Phật giáo. Còn anh làm không được, đừng có nói với đạo Phật của chúng tôi. Chứ quý vị đừng có coi thường đạo Phật. Quý vị nghĩ tưởng tượng, quý vị ngồi tư duy thử coi, Đức Phật làm sao mà đấu với 96 đạo giáo cái thời đó? Đâu phải cái thời đó là có một hai người gọi là văn minh, một hai ba người gọi là đi học nước ngoài về cái tiên tiến. Không có, gần như chỉ có mình Đức Phật thôi. Mà Đức Phật phải trình bày, phải nói như thế nào người ta mới hiểu, người ta mới. Thì quý vị thấy Đức Phật của mình là một cái người mà phải nói là bậc thầy, gọi là cách mạng về cái giai cấp nam nữ hay là giàu nghèo. Rồi bây giờ Đức Phật mất đi thì rõ ràng cái ánh sáng mặt trời tắt là đúng đấy, không có gì quá đáng cả. Nên có một cái mà nó cũng nói quý vị đó, quý vị không có, có nhiều vị ni á, không có hiểu cái Đức Phật á, dầu cứ nghĩ Đức Phật là bất công. Bất công có nghĩa là bây giờ nó gọi là tăng, giữa tăng và ni nó có gì? Bát kinh pháp. Nó có một trong bát kinh pháp là gì? Là chư ni tu bao nhiêu năm không biết, nhưng mà gặp chư tăng mới tu á là phải kính lễ.
Rồi mấy chư ni không có đi sao về cái nhận thức, rồi cứ nghĩ rằng Đức Phật vẫn bất công. Bất công có nghĩa là yêu cầu chư ni là tu bao nhiêu năm phải lễ cái vị tăng. Cái này là hiểu sai lầm Đức Phật rất là nhiều. Mà suy nghĩ đây là cái cách mà Đức Phật để lý giải, cái cách mà Đức Phật để nói với 96 đạo giác, đạo khác, và cái cách mà Đức Phật để bào chữa cho các ông vua, nói với các ông vua là tại làm sao tôi cho người nữ vào trong tăng đoàn. Tại sao? Có nghĩa là tại sao mà cho người nữ vào trong tăng đoàn tu tập? Thì ông nói dù gì nữa tôi cũng có bát kinh pháp, người nữ cũng phải chịu bát kinh pháp, đúng không? Để mà gọi là gọi cái cách giải thích thôi. Nhưng mà quý vị thấy cái tầm sao của bát kinh pháp. Bây giờ xin nghĩ nè, ví dụ như bây giờ có vị hòa thượng ngồi ở đây, hai vị ni ngoài kia đi vô, mà vị ni á, một vị ni chắp tay kính sám và một vị ni không kính sám, quý vị nào biết à? Quý ai tính quý cái người kính sám đúng không? Thì bát kính pháp là Đức Phật dạy làm gì? Để nâng cái đạo đức, cái nhân cách, cái phẩm chất của người nữ, người sư cô lên. Chứ đâu phải Đức Phật bất kính bất công. Còn không phải Đức Phật nó yêu cầu là chư tăng ngồi ở đây, người ni lại xá là ông tăng phải sanh bản ngã. Đức Phật không có dạy cái chuyện đó nha. Còn cái chuyện ông tăng ngồi đây mà ni mà tới lại mà ông sanh bản ngã là tự anh mang tội thôi. Đức Phật thương cái người nữ đến mức độ là đến nỗi mà cái chuyện kính xá đó đó mà cũng tạo điều kiện cho người nữ loại trừ cái bản ngã. Mà đạo Phật xin thưa cái vị tu mà không loại trừ bản ngã đó, cái vị không có đi đến đâu được hết đó. Không có tu được cái gì cả. Cái vị bỏ được bản ngã càng nhiều, cái vị có được cái an lạc hạnh phúc trong cuộc đời này. Đó, cái vị coi là đi. Đức Phật chúng ta là gần như dù khoa học đi nữa, bình đẳng đi nữa, tự do đi nữa, tự do cũng vậy thôi. Đức Phật ông nói là rõ ràng, ai mà muốn có quả lành thì gì? Tạ tự gì? Tự tạo cái nhân gì? Nhân lành. Còn cái chuyện mà cầu nguyện đó nha, bao giờ tẩy ra khỏi cái não quý vị mới được. Cái đó không phải cái nền giáo lý của Đức Phật, cái đó của khổng của lão mà nó ăn sâu vô trong cái nền giáo lý của nhà Phật đấy. Nếu mà cầu nguyện được á, Đức Phật không có chế ra, không có yêu cầu người nam nữ cư sĩ tam quy ngũ giới đâu, đúng không? Cái thấp nhất của cái ngũ thừa Phật giáo đó dành cho cư sĩ á, là ổng phải nói là thọ trì tam quy ngũ giới, có nghĩa là phải tự tạo cái nhân, rõ ràng như vậy đó. Còn cái chuyện mà bây giờ chúng ta cầu nguyện dân sinh đó, cái nền giáo lý đó của khổng của lão mà nó nằm trong cái nền giáo lý nhà Phật, mà cái vị cứ nghĩ của Phật giáo mà không phải. Cái vị phải xác minh cái này cho rõ ràng. Cái vị mà để cái đó đó coi nó đơn giản nhưng mà rất là nguy hiểm. Nó làm cái vị chậm trên vấn đề mà tu tập rất là nhiều. Nếu mà cầu nguyện được đó là toàn bộ cái nền giáo lý Đức Phật ổng tự xé, ổng bỏ hết luôn, bỏ toàn bộ quy luật nhân quả hết. Mà cái quy luật nhân quả nó rõ ràng, nó là cái sợi dây xuyên suốt vậy đó. Nó cái này là quý vị phải xác định cho rõ. Cái lớp này là khi mà quý vị ra là phải nhận thức chùm. Những cái Phật tử ở bên ngoài đó thì sư không nói. Còn những cái lớp này là hướng dẫn cái vị tu tập xong cái nhận thức rồi, cái vị ra ngoài cái vị có một cái nhận thức cho trúng kinh điển. Mà rõ ràng cái vị nhận thức trúng kinh điển, cái vị có an lạc thôi à. Thì xin thưa cái vị, đây rõ ràng là những cái việc làm của Đức Phật hay là những cái giáo lý của Đức Phật được ví dụ giống như là cái ánh sáng của mặt trời. Mà Đức Phật mất đi có nghĩa là ánh sáng mặt trời tắt đó. Được chưa? Rồi chúng ta đọc tiếp ha. Hàng người trời tự nhủ, chúng ta nén cơn xúc động, mau đến thành câu thi na,
rừng Ta La Sông Thọ đảnh lễ cầu xin Đức Phật trụ thế thêm một thời gian. Có nghĩa là cái tâm nguyện của tất cả những người nam nữ cư sĩ kính mến Đức Phật, muốn Đức Phật tồn tại trên cái cuộc đời này lâu thêm để mà dạy dỗ. Thì ở đây đó nó liên quan tới cái câu gì? Mau đến thành câu Thi Na, rừng Ta La Sông Thọ. Cái này liên quan tới cái bài kệ mà thường thường chúng ta ngày rằm tháng tư á, chúng ta làm lễ mà tắm Phật á, nó có cái bài kệ đó là Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, rồi Ngũ Trược Chúng Sanh Lịnh Ly Cấu Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân, rồi Tỳ Gia Thành Lý Bất Tàng Sanh. Hai câu này rất quan trọng nè. Tỳ Gia Thành Lý Bất Tàng Sanh, rồi Sa La Thọ Giang Bất Tàng Diệt, Bất Sanh Bất Diệt Lão Cù Đàm. Ba câu này quý vị nhớ cho kỹ. Rồi Nhãn Trung Kháng Kiến Trùng Thêm Tiết, rồi Kim Tiêu Chỉ Thị Tứ Ngoạt Bát, Tịnh Phạn Vương Cung Sinh Tất Đạt, Phúng Thủy Cửu Long Nhiều Ngoại Lai, Bổng Túc Liên Hoa Tùng Địa Phát, Án Mâu Ni Mâu Ni Ta Mâu Ni Ta Mâu Ni. Có nghĩa là có cái bài kệ đó đó, mà quý vị nhớ dùm ba cái câu thôi. Thứ nhất là Tỳ Gia Thành Lý Bất Tàng Sanh, rồi Sa La Thọ Giang Bất Tàng Diệt, Bất Sanh Bất Diệt Lão Cù Đàm. Nhớ không? Có nghĩa là Tỳ Gia, có nghĩa là cái nơi nào Ca Tỳ La Vệ Bất Tàng Sanh, có nghĩa là không có sanh Đức Phật. Mà trong lịch sử có sanh không? Thấy ngược đời chưa? Thái tử Tất Đạt Đa sanh ở đâu? Ca Tỳ La Vệ. Đây này rõ ràng Tỳ Gia Thành Lý Bất Tàng Sanh, có nghĩa là Ca Tỳ La Vệ không được nói là đảng sanh. Dựa trên cái gì? Quý vị thấy học Bát Nhã nó mâu thuẫn chưa? Nếu Đức Phật chúng ta có ba cái thân, nếu mà quý vị sử dụng hai cái thân đó là gì? Ứng thân và báo thân á, thì nói Đức Phật Thích Ca được sanh ở đâu? Ca Tỳ La Vệ. Mà dựa Đức Phật trên cái gì? Pháp thân. Trong Đại Bát Niết Bàn này nói là pháp thân nha, là Phật tánh á. Mà nói sanh ở Ca Tỳ La Vệ đó thì gì? Là không có trúng. Được chưa? Đó, thì Đức Phật chúng ta có ba. Rồi ai mà nói Sa La Thọ Giang Bất Tàng Diệt, có nghĩa là tại cái nơi cái gì? Câu Thi Na, có nghĩa là cái rừng Sa La Sông Thọ đó, mà nơi đó Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì dựa trên hai thân đúng không? Ứng thân và gì? Báo thân trúng nha. Còn mà nếu mà nó pháp thân đó mà nhập Niết Bàn tại câu Thi Na đó là zero điểm. Được chưa? Cái pháp thân đó là cái gì? Phật tánh, là cái chân tâm, là nó là gì? Thường trụ. Nhưng mà trong Bát Nhã các vị đọc cái gì? Đó, có sanh không? Bất sanh, bất diệt, bất cáo bất tịnh. Thấy chưa? Bây giờ thông được cái Bát Nhã chưa? Đó là chỉ cái Phật tánh của chúng ta có sanh đâu. Nếu mà ai mà nói Đức Phật chúng ta trên cái pháp thân á, mà sanh tại Ca Tỳ La Vệ và nhập tại câu Thi Na đó, thì cái người đó giống như là bị gì? Mắt bị gì? Bụi rớt vào, nhìn không có rõ, không có kỹ nha. Đây, cái này đó để cũng giải thích để như nè, giải thích luôn là cái gì biết tại sao cái đoạn sau này này có 11 phái đoàn tới đảnh lễ Đức Phật, cúng dường và cầu xin Đức Phật nhận thực phẩm, nhưng mà Đức Phật nói chưa phải thời. Chỉ có ông nào?
ông Thường Đà, thì Đức Phật mới nhận cái thức ăn đó. Thì ở đây quý vị nhớ chỗ này này, là biết sao không? Ở đây đó, phải nói quý vị phải học kinh điển, sư nói cái này tự sư suy nghĩ rồi tự sư tư duy nó ra thôi. Nhưng mà gần như kinh điển sư chưa ai nghe nói. Là cái nghệ thuật của Đức Phật. Như kinh Đại Bát Niết Bàn là Đức Phật yêu cầu các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán thinh văn đóng cái vai, cái nhận thức kinh điển thấp, đưa cái ông nào, ông Thần Đà là ông cư sĩ, đóng cái vai, cái nhận thức giáo lý cao. Chứ cái vị thấy lộn ngược không? Những cái đoàn các vị Bồ Tát, các vị La-hán mà tới cúng dường rồi Đức Phật không có nhận, mà chỉ có ông Thần Đà là sao là nhận? Mà chỉ có cái là ông Thần Đà Đức Phật nhận đó là do ông Thần Đà ông suy nghĩ rồi Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Là gì? Hai cái thân kia nhập thôi, còn cái pháp thân nó thường trụ, nó không có chết. Cái chuyện đó các ông La Hán, các ông Bồ Tát biết không? Biết chứ sao không biết. Mấy ông đây còn ông nội của ông Thường Đà nữa mà. Mà tại vì cái Phật phải hiểu cho được những cái giải, những cái tuồng mà Đức Phật yêu cầu Đức, các vị La Hán phải đóng cái vai nào. Giống như cái vị câu kịch vậy đó. Chứ làm cái gì mà cái vị thấy nó nghịch đời hết chứ. Ông Thường Đà ổng là cái người nông dân mà vẫn biết được Phật tánh thường trụ. Còn các ông La Hán, các ông Bồ Tát tu theo Phật bao nhiêu năm mà phải chứng là La Hán rồi nữa mới ghê chứ, mà không biết được cái pháp thân thường trụ. Quý vị thấy nghịch đời không? Nên sư mà nó nghiên cứu xong mình mới thấy Đức Phật của mình ổng rất là điêu luyện trong cái vấn đề mà những cái giai diễn của ổng. Giống như cấp cô đại, giống như ông gì, ông cấp cô độc, không phải ông Di Ma Cạp, đúng không? Mười ông La Hán thinh văn, ông La mười vị A La Hán gọi là thinh văn á, cỡ như là Văn Thù Sư Lợi, chỉ có thua Đức Phật mà thôi, vì nếu mà nó trí tuệ. Nhưng mà gặp cái ông cấp của độc này cũng phải dưới cơ, phản ngược mà ông cấp của độc là người cư sĩ. Khi bị thấy, nếu mà cái vị không có cái tư duy, không có thiền định á, khi không hiểu được cái nghệ thuật, cái xảo thuật của Đức Phật á, cái pháp môn của Đức Phật, là cái vị không bao giờ chấp nhận được. Cái vị thấy đến mức độ Đức Phật đưa cái ông cấp của độc lên cái địa vị cao trên, nhận thức giáo lý cao hơn là ông cư sĩ thôi, mà bắt bớ được, sửa lưng được các vị La Hán, mà các vị La Hán mà còn sanh bản ngã đó là thua rồi đó. Mà Đức Phật muốn nói rằng là các vị A-la-hán này đã bản ngã đã hết rồi, dù gặp ông cấp của độc có sửa đi nữa mấy ông cũng không có bực. À, Di Ma Cạp. Cái đó chúng ta học kinh điển từ cái chỗ đó. Cái này đó, xin thưa quý vị, phải nói là cái sư bá ngồi tư duy thiền định thôi à. Chứ trong kinh điển không có nói bằng cái ý đó. Mà gần như chúng ta học ngược không à. Bây giờ giống như học ông Di Ma Cạp, rồi chúng ta cứ nghĩ ông cấp của độc là người cư sĩ, có cái nhận thức ngon quá, rồi cái đến nỗi mà sửa lưng các vị A-la-hán, các người A-la-hán ở đây có nghĩa là những người xuất gia đó. Rồi từ cái chỗ đó chúng ta sanh cái bản ngã ra, chúng ta coi thường tăng ni là chúng ta thất bại. Đức Phật không có dạy chúng ta cái cách tu tập gì đó, mà Đức Phật dạy chúng ta đến mức độ mà loại trừ đến cái người thấp, cái người nhỏ mà ta chửi bới, người ta sửa mình mà mình không bản ngã, mà ta không có gì cái đó cần phải học mà chúng ta không học. Chúng ta lại đi học lọc ngược là kinh điển Đức Phật. Thì đây cũng y chang nè. Đây là cái vị đi ha. Lát nữa nó có 11 cái đoàn mà đem thức ăn cúng dường Đức Phật, mà Đức Phật nói là chưa phải thời. Cái vị nói chưa phải thời ở đây phải hiểu cho được là ý nói rằng là các cái đoàn này không hiểu là có cái Phật tánh thường trụ. Đức Phật có nhập Niết Bàn đi nữa chẳng qua là hai cái thân mà thôi. Còn cái pháp thân là Phật tánh của Đức Phật không bao giờ mất. Là một ý. Ý thứ hai đó là khi mà gọi là pháp thân rồi á, có ăn không?
Không. 11 cái đoàn này gần như đem thức ăn tới cúng không. Phật mà nhận thức ăn là thất bại. Cái ứng thân, báo thân thì nó còn sử dụng được cái thức ăn đúng không? Còn gọi là cấp pháp thân là không có ăn uống gì nữa cả. Nhớ ha. Cái này cái lý do tại làm sao mà ông cấp cô độc, ông Thượng Đà được Đức Phật nhận thức ăn của ông, chấp nhận ông. Còn 11 cái đoàn khác đó, Đức Phật nói là chưa phải thời. Chỉ có giải thích bấy nhiêu đó thôi. Cái bị thông chưa? Chứ không là, chứ nói là cái này, hồi xưa mà sư đọc cái Bát Nhã này không biết bao nhiêu lần, mà không hiểu tìm cái lý do tại làm sao mà Đức Phật lại làm ngược như vậy. Thì sau này mới nghiên cứu ba cái thân, rồi mình mới thông cái đoạn này. Dạ được chưa? Mới mẻ ha, những cái giáo lý là mới không đó. Bây giờ bắt đầu mới vô đi trình bày 11 cái đoàn này, cái gì thế này. Trong đúng rồi. Ừ, hiểu được cái tâm có nghĩa ở đây nói chung là không phải là Đức Phật gọi là đang hướng dẫn đóng những cái vai kịch, chứ không phải ông Thần Đà hiểu nha. Chắc chắn ông Thần Đà là không bằng những cái vị La Hán rồi đó. Nhưng mà Đức Phật yêu cầu ông Thần Đà đang đóng cái vai này, ông làm ơn ông phải đang hiểu là có cái pháp thân là thường trụ, nó sẽ không bao giờ mất. Đức Phật nhập niết bàn nữa, không có bao mất đâu mà khóc. Và gọi là cái pháp thân sẽ không bao giờ ăn uống. Thì có nghĩa là hiểu bản thân Đức Phật, gọi là giả dai, đóng dai cho vui vậy đó, để nó hình thành cái bài kinh, cái giáo lý trong đó để chúng ta học thôi. Chứ đừng có hiểu cái sự thật cuộc đời nó vậy nha. Ở trên coi những cái tuồng trên kịch, ở trên sân khấu á, sự thật nó đâu phải. Nhưng mà do những người ta đưa những nhân viên diễn viên vào những cái giai diễn khác nhau. Thì giờ chúng ta sẽ đi từng đoàn một ha. Đoàn một, Đại Tỳ Kheo Tăng. Đoàn thứ nhất là Tỳ Kheo Tăng nha. Đại Tỳ Kheo Tăng tính trên 100 vạn người đều là bậc vô lậu A-la-hán. Nhớ ha, những vị A-la-hán không. Đứng đầu là Tôn giả Ma-ha-ca-diếp Chiên Viên, Tôn giả Bạc Câu La, vân vân. Đây là những bậc A-la-hán trồng sau gốc rễ Đại Thừa, thành tựu không tệ. Nhớ, cái đoàn bao nhiêu người không biết, nhưng mà cái đoàn này cái bị nhớ là cái đoàn này cái là hiểu thành tựu được không tệ. Quan trọng là cái chỗ, cái giáo lý nằm chỗ đó. Không tệ là gì? Vạn hiểu có nghĩa là cái tăng ni trong cái đoàn này, tăng không á, trong cái đoàn này là hiểu vạn pháp gì? Giai không. Đúng không? Cái này, cái giáo lý này không phải dễ nha. Vạn pháp giai không. Ở đây bây giờ giống như là sắc tức thị không, Bát Nhã ha, là không tức thị sắc. Bát Nhã nhớ chưa? Có nghĩa là vạn pháp vậy không, có đây muốn hiểu là vạn vật trên đời này nó được hình thành cái chuông, cái mỏ, cái laptop là nó một pháp. Nhưng mà nó gọi là trùng trùng nhân duyên tạo thành. Mà trùng trùng nhân duyên tạo thành là gì? Nó là gì? Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nó thay đổi. Là vạn pháp gì? Vậy không. Nó đâu có thường trùng, nó đâu có, có nghĩa là vĩnh cửu. Có nghĩa là vạn vật trên đời này, vạn pháp trên đời này do trùng trùng nhân duyên tạo thành. Mà ngay lập tức trùng trùng nhân duyên tạo thành thì nó gì? Vô thường. Vậy thôi. Có nghĩa là cái đoàn này, tăng ở trong cái đoàn này hiểu được hết cái đó. Mà ở đây có ai hiểu nổi không? Không hiểu nổi. Bây giờ chiếc xe nó hư, có hiểu được là vạn pháp dây không trở gì không không? Hay là ra cũng khóc như ai à? Thấy chưa? Gần như chúng ta thuộc lòng.
Nhưng mà khi mà nó đụng gì, cái gì mà của chúng ta đó là chúng ta không có xài được cái pháp nó nằm trong đó. Còn các vị đó người ta nhìn cái cuộc đời này gần như không có gì mà để trong cái quyến liếng trong cái suy nghĩ của người ta, các vị A-la-hán này cả. Tại vì người ta nhìn vạn vật trên đời nó được hình thành do nhiều nhân duyên tạo thành, rồi một ngày nào nó cũng bị tan biến. Giống như là gì? Hả? Ủa bây giờ nó có hư, cô có rào, không có xe đi nữa, rồi cô có buồn đi nữa, nó có hình thành là được không? Không. Ngon một cái, học đạo hiểu một cái, giờ nó hư một cái, giờ cứ đừng có buồn, đừng có khóc gì hết, cứ kiếm tiền sửa lại đi thôi. À, vậy là suy nghĩ là hiểu đạo rồi đó. Chứ gần như là mừ ngừ á, là khi bất cứ cái gì chúng ta nó hư là chúng ta khổ đau trước cái này. Mình phải học đạo hơn cái người không học đạo á. Trước những vạn vật trên đời này nó thay đổi, chúng ta tìm đừng cái khổ đau trước của nó cái này, là chúng ta đã có được hiển được cái kinh điển rồi đó. Rồi chúng ta còn cái chuyện mà sửa đó hay là đi mua đó, bây giờ sư có khóc sư cũng phải đi mua lại à, mà cái vị không khóc cũng phải đi mua lại à, chỉ có bấy nhiêu đó thôi à. Nhưng mà con cái mỗi lần mà cái gì mà nó thay đổi nó mất đó, chúng ta không còn lý trí để lấy kinh điển ra sử dụng nó, đứng trước nó là chúng ta bối rối, chúng ta bị khổ đau, giống như Đức Phật ông nói, giống như là rắn mà đập trúng giữa cái sống lưng con rắn vậy đó, đập chí tử á, là chúng ta cũng quằn quại trước cái vật chất. Nhưng mà cái vị co lại đi, gần như cuộc đời này chúng ta khổ chỉ có hai thứ mà thôi, đó là cái bản ngã và ngã sở thôi. Khi mà chúng ta học đạo cái là hơn cái người ngoài một chút thôi à. Ở đây cái việc gì suy nghĩ coi, bạn của mình cũng vậy thôi, cũng có chiếc xe hay là cũng cái điện thoại hay là cũng cái túi xách đó mà nó bị mất, cái người không học đạo người ta khổ đau gần như đêm ngủ không ngon, hết ngày này tới ngày khô. Nhưng mà chúng ta có học đạo á, chúng ta khổ trong vài ba tiếng đồng hồ rồi chúng ta bớt đi, là chứng tỏ chúng ta có hiểu đạo. Nên thưa quý vị, đã học đạo là để làm cái gì? Để hiểu sống trúng rồi để sướng thôi à. Còn cái vị không hiểu rồi cái vị quằn quại, cái vị cũng khổ đau giống nhau, không được cái gì hết, cũng không hơn được cái gì đâu. Nên xin thưa quý vị, cái tiêu chí của sư là học đạo phải sướng. Thưa thầy, cái xe mà hư và cái túi mất thì mình nghĩ như thế nào? Đó là cái khổ khổ. Tức là nhân cái nghiệp nó bị mất, cái nghiệp nó bị hư xe. Mình nghĩ như vậy. Cái mà cô nói rằng ví dụ như chiếc xe nó mất cái túi mà nó mất á, mà cô nói là cái nghiệp đó, đó là cái cách mà gọi là uống thuốc ăn thần. Khi mà mình gọi là cái nghiệp đó, cái tự nhiên cái mình nó nhẹ nhẹ, nó đỡ khổ đau, đó là cái thuốc ăn thần. Chứ còn không phải. Mạnh dạn lên chứ, cái chuyện là rõ ràng. Bây giờ của cô hay là của ai nó cũng vậy thôi mà. Trước tiên đó là mình không có đủ chánh niệm, mình lơ là nên mới bị mất, đúng không? Mình mới để cái túi đó người ta mới lấy chứ, mình phải tự trách mình trước. Rồi cái thứ hai nữa là mình xác định rõ ràng, bây giờ nó có mới đi nữa, một ngày nào đó nó cũng như thế nào, nó cũng cũ. Cái đó là cái cách mà chúng ta đối diện với nó, rồi chúng ta có nghĩa là tầm sát, rồi chúng ta tự hóa giải. Còn cái cách mà chúng ta bị người ta lấy đó, rồi chúng ta nói cái này do cái chất cái kiếp trước mình lấy của người ta, thì cái này đó là cái cách gọi là an thần, mình bớt đau khổ thôi. Chứ biết đâu kiếp trước mình chưa có kịp lấy mà bây giờ nó lấy của mình thì sao? Thấy chưa? Nó vẫn có giá trị, nhưng mà cái đó không phải là cái thuốc gọi là đối trị bệnh để mà tiêu diệt bệnh, thuốc gọi là nó tạm gọi là bớt đi đau khổ thôi. Còn cái người học đạo cho đúng mức á, là chúng ta phải nhìn thẳng vô và hóa giải nó ngay lập tức. Ví dụ như bây giờ bất cứ chiếc xe, cô cứ quán chiếu đi, chiếc xe mới đi nữa, cái túi xách mới đi nữa, bất cứ cái gì cô đã quán chiếu mà, nó là những vật
Vô tình thì nó theo chi định gì? Thành trụ hay không? Cái này phải nói là muốn có kết quả cô phải thường xuyên quán chiếu nha, chứ không thể nói một ngày một giờ được. Mà nhất là cái vị nào mà gọi là quý của nhiều quá là cái này rất là khổ đau nha. Cái này quý vị phải tập thôi. Nên bản thân sư đó nó cũng không có tốt lành gì hết á, mà sư phải biết cái điểm yếu của mình. Không bao giờ sư mua xe mới hết á. Tại vì mua xe mới á là nó tiếc, hễ ai mà đụng cái là nó khổ đau dữ lắm. Còn cái xe cũ á là không có ngán, nó đụng cũng không sao hết á. Thì cái này nói chung là nói với bản thân sư á là nó yếu về cái mặt nhận thức, về cái vật chất ở ngoài đó. Mình thấy nó quý nái là cái đam mê, cái khổ đau với nó rất là nhiều. Mình thấy cái điểm yếu của mình á, mình nên đừng xài những cái đồ mới, những cái đồ tốt, cái đồ cũ, cái đồ dở, thì quý vị sẽ bớt đau khổ trước nó. Vậy thôi hà. Ví dụ như cỡ Đức Phật, các vị La Hán thì nhìn cái đó rõ ràng quá mà. Xe mới xe cũ đưa ổng giống nhau à. Đứng cái trước hư của mấy cái đó ổng không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà bản thân mình á là có ảnh hưởng thì mình phải cẩn thận ở chỗ này. Thì muốn có, cô muốn hóa giải cái đó đó, cô phải, sư nói là cái này phải ngồi quán chiếu thôi. Coi thường hết. Mà sư nói trong kinh điển, sư nói cái từ này nó hơi nặng nha. Khinh bỉ á, đừng có cái gì quan trọng đó. Thì cái vị một mai đó, cái vị bớt đau khổ trước cái đó. Còn cái gì mà cái vị thấy cái gì mà cũng quan trọng hết đó là bảo đảm là khổ đau ngay lập tức. Thì cũng không có ngon lành gì đâu. Thoát cái này nhưng cái khác dính. Mấy ông sư, mấy ông tăng là khoái uống trà đúng không? Là mê cái gì? Mê cái bình. À. Mà cách này mấy bữa ông sư huynh ông qua ông uống cái ông cầm qua quát soi gãi mất tiêu cả. Mà cái bình nó có bình thương yêu đó. Không có hay ho gì đâu. Đỡ cái này cái đồng tiền cái chiếc xe mình hạng nó được, nhưng mà cái mình thấy là cái bình nó không ý lý gì hết, nhưng mà là thích nó. Nhưng mà ông làm bể cái cặn cái là thấy buồn hết mấy phút rồi đó. Nó chứ không phải là hay ho đâu nha. Có nghĩa là bất thường chuyên quán chiếu. Muốn có hả? Như vậy trường hợp xảy ra như vậy thì mình quán chiếu như thế nào? Thì trong lòng mình đau, mình tiếc, quán chiếu như thế nào? Thì chứ không phải là cái túi đuôi và con là mất tiền. Cái này cứ chưa nói cái là đừng cái từ gọi là khinh bỉ đó. Coi thường nó, đừng có quan trọng cái gì hết. Thì một mai chứ không có hay đâu nha. Sư nói cái tâm của mình ghê lắm á. Nó lừa đảo mình, có nghĩa là nó đêm, sư nói là gì, hầu nó đêm chà trời, nó bán bất cứ lúc nào cũng hay luôn á. Mình ngừa những cái tốt mà những cái xấu mà đơn giản như vậy đó, mà nó vẫn bị quyến luyến khổ đau trước nó. Nên sư nói cái vấn đề mà tu tập á, không phải là mình ngồi thiền, cũng không phải là mình tu lao hay gì cả. Nhưng mà quan trọng trong hàng ngày đó, mình tỉnh thức trước những cái tâm của mình nó đam mê, nó dính mắc bất cái gì, mình gỡ cái đó dễ thôi. Mình gỡ càng nhiều mình cái đó là mình có thành công nhiều dễ thôi. Chứ mình để ý đó ha. Thì ở đây cái từ mà thông tệ, không tệ ở đây đó có nghĩa là quán vạn pháp là gì? Dài không. Nó cái bị coi là đi. Đến nổ cái trái đất này nè mà gọi là được cho nó là gì? Lâu bền nhất. Nhưng mà các nhà khoa học cho chúng ta biết một ngày nào đó gì? Nó cũng trở về. Còn cái chuyện mà lè tè cái nhà giỏi lắm 100 năm hết à. Chiếc xe giỏi lắm 100 năm rồi cũng gì? Thì đó, thì thưa đó là quý vị phải thường xuyên quán chiếu nha. Khinh, nói cái từ nó hay, khinh bỉ nó đó. Đừng có quý mến nó nhiều. Nó nhẹ gì lắm. Không phải nói như vậy rồi mua chiếc xe mới gì lấy cái búa đập nha. Cái đó sư không có chỉ kiểu đó. Nhưng mà con cái là đừng có quý mến nó. Trước cái sự hư hao của nó, mình làm sao mình giữ được cái lập trường. Đừng khổ đau trước nó là quý vị hưởng được cái giáo lý từ Đức Phật rồi. Nhưng mà con có vấn đề, ví dụ như mình nhắm mắt thì ví dụ mình nhà mình thấy nó gọn gàng như vậy.
Tại vì cô vướng cái chuyện mà sạch cái kiểu của cô. Chứ còn bây giờ người ta bỏ tùm lum mà ta cũng sống bình thường mà. Rồi bây giờ người ta yêu cầu cô xả giống như ta được không? À, không được đúng không? Bây giờ cô phải đóng cái vai. Có nghĩa là mình yêu cầu người ta làm kiểu của mình. Không được đúng không? Thì biểu mình người ta yêu cầu mình xả giống như người ta mà cũng đâu có làm được. Không được thì mình quan hỷ với nhau. Mình kêu người ta không được thì mình cũng không làm được. Tự động cái nó nhẹ thôi. Chứ đừng bao giờ, mà nhớ là đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình làm gọn gàng là nó đúng quy tắc nha. Cái tuổi già mà cái vị để gọn gàng là cái vị chết chắc à. Mắt mà mờ á, đi tìm cái này cái kia mà đi tìm, mà để gọn gàng đi tìm cực lắm. Đúng không? Trước sau rồi nó để đây lúc nào cũng xài. Cứ để đây chung quanh hết. Có hai câu hỏi. Một câu hỏi thứ nhất là sư nó ở website nào mà download được cái đề bán thiết bản của Hòa Thượng Thích Từ Thông? Sư nó ở website nào đó? À rồi, để sư ái cho cái địa chỉ. Dạ. Cái đó trong cái liễu liễu đường á. Liễu liễu đường à? Hả? Con download không được. Cái thứ hai đó là bài thi là chắc bài trắc nghiệm là phải nộp ngày hôm nào? Tại vì ngày 27 tháng 9 nó vào ngày thứ 6. Một thầy dạy ngày thứ hai này. Thì không mà cứ nộp cho cô lớp trưởng. Nộp bây giờ để phòng. Thì mua xong rồi cứ nộp cô lớp trưởng thôi. Đầy đủ xong rồi đưa sư. Bây giờ mới đưa sư thứ hai là thứ 7 à? Không thì đưa cô lớp trưởng thu đủ hết đi. À hả, rồi rồi xong rồi đưa lại sư được rồi. Dạ vâng. Vậy là được rồi ha. Rồi bữa mình học bao nhiêu thôi ha. Rồi thôi bữa nay mình học được cái không tuệ nha. Cái này đó nó có hai từ thôi đó mà tu suốt đời chưa xong à. Hả? Đúng, nhưng mà tu nhiều đời có nghĩa là chúng ta tu được nhiều lần á thì chúng ta có được hạnh phúc nhiều lần, nhẹ nhàng trước nhiều nhiều thứ. Chứ không phải đợi bao giờ thành công mới có hạnh phúc nha. Đó, cái vị ý điểm đó. Rồi thôi giờ mình xin hồi hướng quý vị.